Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một bài nhảy 579 cha cha, bài nhảy theo phong cách lai đan. Và bài này mình gồm có 48 bước và mình chia thành hai phần. Phần A gồm 32 bước và phần B 16 bước. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay lưng lại để thực hiện cùng chiều với các bạn. Và bài này mình bắt đầu bằng chân phải. Nhịp đầu tiên, bước chân phải về phía trước, ta thực hiện bước nháy, bước cha cha là nhịp 1, đẩy chân trái lên là và 2. Và tiếp theo, nhịp 3, 4 ta tiến chân, 3 ta tiến chân trái và nhịp 4 ta tiến chân phải. Chúng ta thực hiện lại. 1 và 2, 3, 4. Và tiếp theo nhịp 5, bước chân trái sang ngang, 5. Và nhịp 6, chân phải lùi phía sau, 6. Nhịp 7 và 8, ta thực hiện bước cha cha sang ngang. Nhịp 7, bước chân trái ngang bằng chân phải, nhịp và ta thu chân phải về cạnh chân trái. Và nhịp 8, ta đẩy chân trái sang bên trái, đồng thời xoay mũi chân sang bên trái. Ta thực hiện lại. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Câu nhạc 8 thứ 2. Đầu tiên, bước chân phải về phía trước. Nhịp 1. Chân trái 2, kéo chân phải về phía sau, 3, 4. Rồi sau đó, chân phải bước sang ngang và xoay hông, 5, 6, 7, 8. Còn về phần tay, khi mình bước chân lên, đưa hai tay lên cao. Sau đó, từ từ mình ôm tay, mình vuốt qua gáy và mình vuốt xuống. Vuốt xuống sau đó đặt ở dưới hông và mình xoay hông. Rồi chúng ta thực hiện lại kết hợp với tay. Tư thế này, chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu nhạc 8 thứ nhất và câu nhạc 8 thứ hai kết hợp với tay. Chúng ta bắt đầu bước chân phải lên. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc câu nhạc 8 thứ 2, mình vào câu nhạc 8 thứ 3. Đang ở tư thế này, vắt chéo chân phải sang bên trái góc 45 độ. 1, 2, sau đó thực hiện bước cha cha ngang, 3 và 4. Tiếp theo, bước chân trái xéo sang bên phải, 5, 6, rồi thu chân trái về, 7 và 8. Rồi mình kết hợp với tay, bước chân phải thì đưa tay trái lên cao. Còn tay này mình sẽ ôm ngang eo. Nhịp 1, 2, 3 và 4. Tiếp theo, nhịp 5 bước chân trái thì đưa tay phải lên và tay trái ôm eo. 5, 6, 7 và 8. Rồi mình thực hiện lại nhé. 1, 2, tay trái vuốt qua đầu, 3 và 4. Tiếp theo, 5, 6, tay phải vuốt qua đầu, 7 và 8. Chúng ta thực hiện câu nhạc 8 thứ 4. Câu nhạc 8 thứ 4, bước chân phải về phía trước, nhịp 1, chân trái, nhịp 2. Rồi sau đó nhịp
3 và 4 thì mình sẽ quay mặt về phía sau lưng và thực hiện bước cha cha. 3 và 4. Thực hiện lại nhé. 1, 2, 3 và 4. Tiếp theo, nhịp 5, mình sẽ vắt chân trái sang bên phải. 5, sau đó kéo chân phải về phía sau. 6 và nhịp 7, bước chân trái sang ngang chân phải. Và nhịp 8, thu chân phải về cạnh chân trái và đẩy hông. Chúng ta thực hiện lại. Mình xoay lưng lại để thực hiện động tác này cho dễ các bạn nhé. Năm, sáu, bảy, tám. Mình làm lại nào. Năm, sáu, bảy, tám. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lại câu nhạc tám thứ ba và câu nhạc tám thứ tư. Chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu nhạc 8 thứ 4. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ sâu chuỗi lại 32 bước, tức là 4 câu nhạc 8. Tổ hợp A, xin mời các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Chúng ta bắt đầu. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Và tư thế này chúng ta vào tổ hợp B, 16 nhịp. Chúng ta bắt đầu bằng chân phải bước sang ngang. Và đồng thời đưa tay sang ngang và vuốt qua đầu. Một. Chân trái, nhịp hai. Tiếp theo kéo chân phải về và thực hiện bước cha cha. Ba và bốn. Tiếp theo, nhịp năm, mình bước chân trái và đưa tay trái sang ngang vuốt đầu. Năm. Chân phải tại chỗ. Sáu. Kéo chân trái về, bước cha cha, 7 và 8. Mình thực hiện lại, mình quay lưng lại để thực hiện. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu nhạc 8 thứ 2, nhịp đầu tiên bước chân phải về phía trước, đồng thời xoay mặt về phía sau. 1, 2 và nhịp 3 lại bước chân phải về phía trước nhưng mà lần này mình sẽ xoay góc 90 độ, xoay về bên trái. 3 4. Rồi tiếp theo nhịp 5 6 7 8 sẽ bước chữ V. 5 6 7 8. Rồi chúng ta cùng thực hiện lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lại tổ hợp B 16 nhịp hai câu nhạc 8. Xin mời các bạn cùng thực hiện. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong hai tổ hợp, rồi bây giờ mình sẽ sâu chuỗi lại cả hai tổ hợp A và B. Xin mời các bạn cùng thực hiện. Chúng ta bắt đầu. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp B, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kết thúc hai tổ hợp. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong bài. Và ở bài này chúng ta sẽ thực hiện thứ tự các bước như sau. Đầu tiên mình sẽ đi tổ hợp A một lần và tới tổ hợp B một lần. Và mình lại quay lại tổ hợp A một lần và tổ hợp B một lần. Tức là chúng ta sẽ thực hiện tổ hợp A một lần rồi tới tổ hợp B, chúng ta sẽ thực hiện hai lần như thế. Rồi sau đó mình sẽ thực hiện tổ hợp A hai lần và tổ hợp B một lần. Và mình cũng thực hiện lặp lại là hai lần như thế là chúng ta kết thúc bài. Và như vậy là mình vừa hướng dẫn xong bài tập. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chúc các bạn luôn sống vui, sống khỏe và luyện tập thành công. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.